Em chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên thanh lý xả vườn này. Có mỗi cái sản phẩm thì em còn một ít, cho nên là sẽ lên xả sập sàn cho cả nhà. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan thì em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những cái đơn hàng của nhà em thì đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship ở bên em thì bình thường ấy, thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm 33.000 đến 60.000. Nó sẽ phụ thuộc vào cái cân nặng sản phẩm mà mọi người mua. Nhưng mà trong cái đợt này nhà em sẽ hỗ trợ ship cho mọi người trong vòng một tuần. Có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 15 dương lịch nhé cả nhà nhé. Phí ship tất cả sẽ đồng giá là 33k trên một đơn hàng nhá. 33k trên một đơn hàng, nghĩa là khi mà mọi người ví dụ mọi người mua một giỏ quế và một đơn trâu, cái phí ship cũng vẫn cứ đồng giá là 33k, không tính theo cân nặng nữa. Nhưng mà mọi người lưu ý giúp em là phí ship em chỉ hỗ trợ cho mọi người trong khoảng tầm một tuần thôi nhá mọi người nhá. Đây mở đầu cái phiên ngày hôm nay thì em có một cái giỏ quế trắng tháng 8 hàng lá xếp này. Đây siêu to khổng lồ luôn nhá, lá xanh mướt luôn, chuẩn quế trắng tháng 8 luôn nhá cả nhà nhá. Hàng lá xếp này, toàn là ngọn to thôi. Đây. Cái giò này này. Em xin phép bán với giá là 5.500.000. Đây các bác nhìn nhá. Vòi hoa cũ của nó này. Đây, toàn bộ những cái cuống hoa cũ đây nhá cả nhà nhá. Quế trắng tháng 8 đi không phải bàn nhiều rồi. Thơm lắm, thơm nức mũi luôn. Đây này, đây nhá cả nhà nhá. Đây ạ, mặt hoa của nó đây. Và mấy nữa đến cái mùa hoa của nó đi ạ. Cái giò quế này của mọi người này, nó sẽ đúng như này nhá. Nó bung hoa ra đúng như thế này. Rất là sai bông này. Đây chỗ này nó phải mười mấy ngọn, phải tầm sấp xỉ 20 ngọn này. Nhiều quá không đếm được. Ngọn mẹ ngọn con nó đầy ạ. Nó đua ra này, đây này. Và những ngọn dài là xếp nhá, to lắm luôn. 5.500.000 nhé cả nhà nhé. Đẹp chưa? Xanh mướt luôn nhá. Đây, quế trắng tháng 8 đây. Hoa thơm lắm cả nhà ơi. Cuống hoa cũ còn nguyên này. Đây cái giò này thì mấy nữa vào mùa của nó thì các bác chỗ này phải được rơi vào mấy mấy ngồng hoa luôn. Đây này to chưa, em đứng xa ra cho mọi người nhìn rõ nhá. Rất là to luôn mà xanh mướt luôn nhá. Không lỗi lầm gì luôn. Mở đầu cái video ngày hôm nay thì em có một ít cái hàng châu Thái thuần giới thiệu đến cả nhà này. Đây ở đây thì em có 5 giò thôi ạ. Số lượng không nhiều nhá cả nhà nhá. Hàng này thì nó là cái hàng thuần, bước sang năm thứ 5 rồi các bác nhá. Đây. Cái giò số 1 này, giò số 1 này của em là 550k này, có 2 ngọn nhá. 2 ngọn to. Đây. Con này là con lá mít này. Hàng này thì gần như là lá mít hết nhá các bác nhá. Lá mít hết đây này. 550k 2 cây. Siêu to luôn. Cái lô này thì nó có rất là nhiều cái màu hồng cánh sen và màu sắc pháo ở nhà nhá. Chủ yếu là hai cái màu đấy đó. Trụ số 2 này, 850k. Có 3 cây. Mít xếp rụt dịch luôn nhá. Nó chỉ lỗ một chút này, bị cắt ngang cái đầu lá nhưng cái phần này nó đã khô hết rồi, khô hết miệng rồi. Đây mọi người để ý kỹ này. Rễ này, nó bám trắng xóa luôn nhá. Cái rễ xưa đang phát triển này, những cái rễ mới đấy ạ. Đây, vỡ một chút này. 3 con nhá. Đẹp lắm. Trụ số 3 này, 850 này. Trụ này là có 4 cây. Đây nhá cả nhà nhá. 4 cây luôn. Đây các bác nhìn những cái đầu rễ sữa nó ra này. Thích chưa? Ngon ngật luôn nhá, trụ 4 cây nhá. Số 4 này, 820k này.
Cái trụ này của em cũng 4 cây nhá. Con này nó hơi lỗ một chút ạ. Đây, đen ở đầu lá này. Hàng lá mít nhá. Toàn bộ đều là hàng lá mít xếp hết này. Tiếp theo này, trụ số 5 này. Cái trụ này của em là 1 triệu nhá. Trụ này của em 1 triệu này, có 4 cây. Đây. Cái trụ này thì nó chỉ có nguyên một màu thôi, là màu sắc pháo này. Đây cả nhà nhìn này. Về bây giờ các bác chơi được hoa luôn này này. Đây này, hàng hoa mùa hè đây này. Trâu này, đang có nụ nha cả nhà nhá. Đấy, trâu hoa hè. Đặc biệt chưa. Con này con lá mít xếp nhá. Xếp rụt xịt luôn này, mọi người nhìn cái bản lá nó to chưa. To dã man luôn. Bằng 4 ngón tay của em nhá. 4 ngón tay của em là còn thừa đây này. Đấy. Cây rất là đẹp luôn. Này còn có hoa để chơi chứ. Đó. Đây, tiếp theo thì em sẽ đi sang báo giá cái hàng bóc rừng của nhà em nhá. Châu bóc rừng. Đây ạ. Hôm nay thì em có tất cả là 20 mã bóc rừng. Mã hàng đánh mã là từ A1 đến à có 20 mấy nhá. 26, 25, 26 mã đấy ạ. Từ A1 đến A26 cả nhà nhá. Cái hàng rừng này nó chỉ có duy nhất một màu hoa trắng tím thôi các bác nhá. Đây cái A1 này. 5 cây 460k. Bà ơi. A2 này, 3 cây này, 420k này. Đấy, cái lô này là toàn lô lá mít nhá. Bản lá to này. A3 này, 3 cây 450 này. Cái hàng là tầm này là cái dễ xưa dễ non nó đang bắt đầu nó phát triển đấy mọi người, cho nên là về các bác ngâm kích dễ cũng được mà không ngâm cũng không làm sao nhá mọi người nhá. 3 cây này 450. Đây cái này nó là rề 2 cây, em tính 1 cây nhá mọi người, nhớ giúp em này. Ở nhà em luôn luôn những cái rề 2-3 cây em chỉ tính là 1 cây thôi đấy. Hàng bao đẹp nhá cả nhà nhá. A4 này 6 cây 480k. Đây cái này này, dề mẹ con nhá. Đấy, mẹ con này. A5 này. 5 cây 480 này. Đây dề mẹ con này. A6 5 cây 550k. Trung bình 101 một cây nhá. Hàng đẹp lắm. Mọi người nhìn cái lá của nó, cái mặt lá của nó căng đét luôn nhá. A7 này, 5 cây 500 này. Trung bình 100k một cây đây. Cái này nó là rề 2 cây nhá. A8 này. Mã này là mã 6 cây 480k, trung bình 80.000 một cây. Đây dề này, dề mẹ con này, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. A9 này, 5 cây 600 này. A10 3 cây 500k. Đây cái dề này là dề 2 cây nhá.
là tính ra là cái này là có 4 cây tất cả đấy ạ. 11 này, 2 cây này, 550 này. Cái này nó là dề nhá mọi người nhá. Nó là hai dề, thực chất nó là hai dề có 4 cây tất cả, 4 cây tất cả nhá. 550k. Đây. A12 này, 3 cây 650k. Đẹp chưa? Cái này nó là dề 2 cây này. Dề 2 cây nhá. Cây rất là to luôn. Cây này, mọi người này. Bản lá nó to lắm. Đây, 4 ngón tay của em nhá. A13 4 cây 480. Đây, cái này là dề mẹ con này. Đấy. 13 3 cây 480 này. Ba 14 chứ bây giờ là 14 này. Ba cây to nhá các bác nhá. Đây cái ma này này. Đẹp lắm. 15 4 cây 650 này. 1 này. 2 này. 2 này. 3 này. 4 cây. Mọi người nhìn cái bản lá này. To dày khựu luôn. 16 này, 5 cây 630 này. Đây. Ôi. Cây này cây mẹ con nha các bác nhá. Mẹ đẻ con này, mít xếp này. Xuất sắc luôn. 2 này. 3 này. 4 này. 5 lại cây mẹ con tiếp này. 630 A16. A17 ạ. 7 cây 550 này. Ba này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Sang 18 5 cây nhá. 5 cây 550 này. Cái này nó là dề 2 cây này, tính là 1 cây nhá. 2 này. Đấy. Hàng chuẩn đẹp luôn nha các bác nhá. 19 này. 6 cây 480k. Cái này là hai dề nhá, tính ra là có 4 cây đấy ạ, 460 này. Vì nó là một dề 2 cây mà. Đây. Dề 2 cây này. Tiếp theo là dề 2 cây này. 460. 22, 21 chứ. Bây giờ sang 21 này. 3 cây 420k. 1 này. 2 này. 3 này. Đây. Dề 2 cây nhá. 4 cây tất cả đấy ạ. 22 là 5 cây 530k. Đây. 1, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Ồ, 6 cây à. À đây đây đây. Đây nó là dề ạ. Đây nó là dề này. Dề này là dề 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 đấy, 5 cây. 5 cây thì đã có 2 dề rồi. 23 này, 7 cây này, 600k này. 1 này, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7. Lại tiếp theo là dề 2 cây nhá, 600k mà 23. 24. 3 cây 420 này. 1 này. 2 này. 3. 25.
5 cây 570 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây. Đây. Sang mã 26 này. Hàng độc nhá. Còn đúng mã cuối cùng 47 cây 700k ạ. Hàng cây giống nhá cả nhà nhá. Đây. Mọi người mua về ươm giống này. Nó rất là khỏe luôn. Tuy nó nhỏ cây nhưng mà cây nó rất là khỏe nhá. Đấy. 47 cây nhá cả nhà nhá. Chấm tím Myanmar cả nhà nhá. Hàng hàng rừng đấy ạ, hàng chấm rừng đây. Mà cái hàng này thì nó đang bắt đầu nó nhú mầm và đang có nụ rồi các bác nhá. Đây này. Tím đậm luôn, hoa cực kỳ thơm và bền nhá. Hàng chấm hoa tháng 3 đến tháng 5 đấy ạ. Cái dòng này thì em bán là 900k một cân nhá. Và em ship từ 3 lạng trở lên. Đây này, 3 lạng đây cả nhà nhá, 3 lạng nhá. Đấy, 3 lạng này. 3 lạng nó tương đối nhiều đấy ạ. Một cái ô như này là mọi người đã ghép được một cái bảng tương đối to rồi nhá. Đây. Chấm Myanmar nhá, hàng nhổ vườn nhá cả nhà nhá. Đây các bác mua từ 2 cân trở lên em bao ship cho mọi người này. 900k một cân nhá cả nhà nhá. 900k một cân. Hàng đẹp long lanh luôn, to mập nhá. Đang nụ này, mầm gốc này, đang bắn lên này. Đây này. Đấy, mọi người nhìn này. Ngon ngật ra. Nụ nhá. Hàng thân nụ đây ạ. Cái hàng này thì cái thân hoa, cái phần thân hoa nó chiếm đa số nhá các bác nhá. Tương đối nhiều thân hoa đấy ạ. Hàng này đó là cái hàng nhổ vườn nhá. Hàng nhổ vườn này. Này nó là cái hàng năm cánh trắng mắt đỏ nhá mọi người nhá. Đây này, hàng đang có nụ đây. Cái dòng này nó là cái dòng trầm nhá. Đây cả nhà này, đang nụ này. Trung bình một cốc của nó ấy, thì nó sẽ có một thân hoa, 1 đến 2 thân hoa và mầm gốc thì đang phát triển. Đây nhá các bác nhá, mầm gốc đang lên này. Em sẽ lấy cho mọi người xem mặt hoa của nó. Đây nhá các bác nhá, mặt hoa này, đẹp chưa? Nó rất là nét nhá. Hoa này, nét căng luôn. Mà bông to, bông của nó to lắm. Đây, 5 cánh trắng mắt đỏ. Zoom gần cho mọi người xem luôn nhá. Xịn sò chưa? 180k một cốc nhá. Đây. Em bốc bất kỳ thôi mọi người nhá, bốc bất kỳ thôi. Hàng thì là tầm này nó đang sưng nụ. Đang sưng nụ nhá. Có những cốc thì nó đã nảy nụ ra rồi. Ví dụ như cốc này này là nó đã nảy nụ gai rồi mọi người nhá. Này thì nó là cái dòng trầm cho nên là hoa của nó sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 3 đến tháng 5 dương nhá. Đây. Nhìn nó cho vì là nó đang sưng nụ để nó trò hoa đấy ạ. Cho nên là lá nó xuống hết lá rồi các bác nhá. Đây. Nhìn cái hàng này nó không có lá cho nên là nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm. Thế nhưng mà bù lại là cái mặt hoa của nó rất là đẹp nhá mọi người nhá. 5 cánh trắng mắt đỏ này. Bông to nhá. Nét căng luôn. Đấy. Xuất sắc chưa? Cứ trung bình đều đều, một cốc nó sẽ có một thân hoa. Dao động 1 đến 2 thân nhá, nhưng mà trung bình nó chỉ có một thân hoa và một mầm gốc thôi cả nhà nhá. Đấy. Em nói thế để cho nó cho các bác dễ hình dung này. Đây,
cứ trung bình một cốc sẽ có một thân hoa và một mầm gốc. Mầm gốc đang lên nhá, chứ cũng chưa có mầm gốc nó lên dài đâu. Nó mới bắt đầu nó nhú lên thôi như này này. Đó. Đây này. Một mặt hàng mới tinh vừa mới cập bến là nhà em nha các bác nhá. Cái dòng này thì nó có cái tên gọi là Tổ Phụng Đài Loan. Dòng này là dòng mọi người chơi lá thôi nhá. Đây các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Một cái chậu như thế này em bán với giá là 130k nhá cả nhà nhá. 130k Tổ Phụng Đài Loan. Hàng này là hàng chơi lá. Mà cái này thì nó còn có một cái tác dụng nữa là nó thay cho một cái giá thể để mọi người trồng những cái hàng thân thòng nhá. Đây này em ví dụ luôn này. Như là cái hàng em vừa giới thiệu nhá. Đây nó là cái hàng trầm này. Năm cánh trắng mắt đỏ đây. Em vừa giới thiệu lúc nãy đây. Đây em tháo cốc ra nhá. Tháo cốc ra. Và em thả. Thả luôn vào giữa này. Thả luôn vào giữa cái chậu này này. Đây em thả luôn vào giữa cái chậu này nhá. Mọi người làm móc, mọi người cố định. Đây là em gá tạm thôi nhá. Gá tạm để cho mọi người dễ hình dung thôi. Một thời gian ạ. Khi mà những cái rễ ở đây này nó bám ra. Vì mình trồng lâu dài mọi người, thì theo thời gian thì cái rễ nó sẽ dài ra và nó ăn vào cái giá thể này nhá. Như bình thường là các bác sẽ sang chậu, mọi người thì sang một cái chậu đen đơn thuần như thế này thôi thì nhìn nó sẽ không được đẹp, không được thẩm mỹ ạ. Đây, hôm nay nhà em có một cái sản phẩm mới tinh này giới thiệu đến mọi người. Cái dòng này là dòng lá nhá, nhưng mà có thể thay giá thể trồng lan được luôn. Tổ Phụng Đài Loan này, 130 một cốc nhá. Đẹp lắm. Cái hàng này thì nó lại cực kỳ nhẹ cân nhá. Đây mọi người nhìn lạ mắt chưa? Cái này về mọi người chơi lá không cũng được. Chơi lá không nó cũng rất là đẹp nhá. Không thì các bác thả một cái chậu trầm đây cho em này. Nói chung là không nhất thiết là phải trầm. Nó cứ liên quan đến thân thòng. Mọi người cứ thả trực tiếp vào đây cho em. Để theo thời gian thì cái rễ nó bám ra ấy ạ. Nó sẽ ăn sâu vào nhá. Nó sẽ cố định. Đây em không có cái giò nào. Nó có cái rễ dài nó tua rua ra thì nhìn chấm hết luôn. 130 một cốc nhá cả nhà nhá. Tổ Phụng Đài Loan ạ. Đây. Chơi lá không cũng rất là ok. Không thì mọi người làm để thay cái giá thể. Thay cái giá thể để mình trồng những cái loại thân thòng nhá. Đẹp lạ mắt luôn. Mà giá lại rất là rẻ luôn. Cái này mọi người có thể tính được luôn nhá. Các bác mua trung bình một cái chậu đấy ạ. Em tính trung bình một chậu mọi người mua nhá. Thì nó cũng sẽ dao động trong khoảng tầm 60.000 đến hơn 100.000. Đấy là em tính giá tiền chậu nhá. Đây các bác này, mua cái này có 130.000. Mọi người có một cái giá thể nó đẹp, độc lạ, lạ mắt. Đầu tiên là nó lạ mắt đã. Xong rồi mấy nó dễ nó chùm ra ạ. Nhìn nó lại còn đẹp nữa cơ. Đấy, đẹp chưa? Chả tội gì mà không chơi như thế này cho nó khác đi nha các bác nhá.